Xin chào cả nhà nha. Thì tôi đang ở trong sở thú thảo công viên Sài Gòn nha cả nhà. Hiện giờ là chiều rồi, đang 5 giờ nha cả nhà. Thì hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho cả nhà một cái loài thực vật thuộc hạt trần nha cả nhà. Thì cái cây này cả nhà, thì tôi thấy là ở bên ngoài á, rất không có cái nơi nào mà thấy nó trồng hết cả nhà. Cái cây này thì được trồng ở trong sở thú rồi, chắc là cũng là lâu rồi. Như giới thiệu với cả nhà, đây là cái cây là bách tán lá gai nha cả nhà. Nó quay toàn thân cái cây rồi, tôi sẽ lại cụ thể hơn nha. Đây, cái thân của nó này. Đây cả nhà xem là ở phía trên á, trên ngọn á là nó có phân cái cành nhiều nha. Mà ở dưới cái gốc thân thì tôi thấy là cái cành nó ít này, nhưng nó rụng bớt á. Cành ở trên thì nó nằm ngang. Cây này nó cao khoảng 25 mét nha cả nhà. Kế bên nó là cũng có cái cây cacao. Cây này cái trái của nó người ta làm sô cô la đây. Đây cái trái cacao đây nha cả nhà. À, rất là đẹp. Làm sô cô la ăn nha, lên men làm hạt của nó, lên men làm sô cô la ăn đây, nó mọc ở trong dưới thân luôn nha cả nhà. Đó, và trong sở thú có cây cacao nữa nha. Kế bên đây có một cái cây hạt trần nữa. Là cái cây thông ba lá. Nhìn cái lá ở đây cả nhà, cái lá của cây thông nha. Cây này cũng thuộc ngành hạt trần luôn. Rồi. Đó, chúng ta thấy là nó có ba cái lá dạng hình kim. À, thông ba lá. Là ở đây là quanh cái cây này nó có cái cây cacao với cái thông ba lá nha. À, giới thiệu cả nhà, đây là cái lá của cái cây tán lá gai nè. Thì cái cây này nó cùng họ với cây bách tán nha cả nhà. Cả nhà thấy người ta hay trồng cái cây tùng bách tán á, hay vương tùng, hay nó gọi là cái cây tùng lá mướt để phân biệt với cái cây bách tán lá gai này nè. Nhưng mà cái cây tùng bách tán là ở ngoài là cả nhà thấy là người ta trồng rất là nhiều. Nãy tôi nói cái cây mà bách tán lá gai này là không thấy cái nơi nào trồng nha, tôi chưa thấy. Nếu mà cả nhà mà có thấy cái nơi nào trồng á thì chúng ta có thể thông tin cho nhau biết, comment ở bên dưới cái clip này nha cả nhà. Đây cái lá khô của nó rụng xuống nè. Đó, thiệu cả nhà. Đây cả nhà thấy nó có nhiều cái lá nhỏ nè. Lấy nét lại. Rồi. Cái lá này á cả nhà, thì nó dài khoảng từ 6 đến 12 cm nha, có cái là nó dài tới 12 cm. Và những cái lá này nó mọc là theo cả nhà đó, là nó mọc theo cái hình sắn ốc nha cả nhà. Nó thứ tự là nó sắn ốc. À. Cái cành này có rất là nhiều lá thấy không? Nó đang rụng xuống nè. Ở dưới này cũng có những cái lá nhỏ hơn. Cái lá này là thấy là to nhất á. Cái cành. Đây chúng ta thấy cái lá non của nó nè. Ở đây giới thiệu với cả nhà là cái lá còn non của nó nha. Lá còn non của nó thì cả nhà thấy là nó nhỏ hơn nha. Cái lá mà già mà nó rụng xuống rồi. Cái lá già mà rụng xuống thì ở cái đầu cái lá nha cả nhà, nó có gai nha, cái này nó đâm cũng rất là đau á nha, này chảy máu á nha. Đây chúng ta quay cái thân của nó nha. Còn có cái bảng tên của nó rớt. Cái bảng tên này đây cả nhà. Bản tên này là đi là bách tán lá gai, cái tên khoa học là Araucaria ricki.
Nhưng mà để này để xem lại cả nhà, cái tên tiếng Anh của nó Linkin Park là đúng rồi, nhưng mà cái tên khoa học này có một cái cùng tên nữa là nó là Araucaria huntingtoni nữa cả nhà. Cây này nó phân bố ở tự nhiên là ở châu Úc nè, Australia, nhưng mà nó có ở ở Indo với ở Malaysia nữa nha cả nhà. Đây nó ghi công dụng là tán nó đẹp, trồng làm cảnh, gỗ nó dùng làm bột giấy ha. Nhưng mà ngoài cái bảng này để treo lên lại nha cả nhà, ngoài để dùng làm bột giấy á, thì cái cây bách tán này á thì người ta còn dùng nó để đóng cái những cái đồ dùng ở trong gia đình nữa ha. Dùng làm cái ván ép. À, chúng ta thấy cái thân của nó thì nó có nhiều cái vết. Này tôi thấy nó cũng tróc ra. Tróc ra. Cái vết này chắc cái vết từ cái cành của nó ha, nó rụng rồi nó để lại cái vết nha cả nhà, rất là từ dưới thân lên luôn, dưới gốc lên. Đây có những cái rêu nó bám ha. Thấy cái đặc điểm nó là nó tóc ra vậy, nó phải làm bọc bột giấy. Cái này không ở thảo cầm viên thì nó có hai cây nha cả nhà, một cây ở đây với một cây ở trong cái chuồng ngựa lùng. Cái cây này thì có một thời gian thì nó có trái nha cả nhà, thì cái cây hạt trần ở cả nhà là nó có cái nón đực và nón cái, thì cái cây bách tán này là cái nón đực và nón cái thì nó chung một cây ha, trên cùng một cây. Cái hạt đó nó có hình tam giác nhưng mà nó có cánh nha cả nhà. Cái cây này mà muốn mà trồng nhân giống á cả nhà thì cũng phải thu cái hạt của nó. Nó ta nhân ở cái điều kiện thích hợp, thường khoảng 20 độ cả nhà nó mới cho nảy mầm được. Nếu mà muốn nhân giống thì cái tán ở trên nó thì nó có nhiều cái lá khô ở trên nè. Ở đây là mấy em học sinh lại là chúng ta có khu này thì chúng ta được học là hai cái cây hạt trần luôn nha, một cái cây thông, một cái cây bách tán, hai cái họ nó khác nhau nữa nha cả nhà, một cây thuộc họ thông, một cái cây thuộc họ bách tán. Thì mấy em ở đây thì phân biệt hai cái loại lá luôn nha, lá của cây bách tán lá gai và lá của cây thông hình kim nha. Ở dưới này chúng ta có cái cây công nghiệp nữa, cây cacao nữa, rất là thú vị nha. Thì cả nhà mà có thông tin đó, tìm hiểu thêm về cái cây bách tán này cả nhà, chúng ta có thể comment ở clip bên dưới để cùng nhau trao đổi nha. Thấy cái cây này thì chưa có nhân giống ở bên ngoài á. À, ở đây có một cái lá nó cả nhà, tự nó rụng mà nó bám lên cái cây khác. Cái cây này là cái cây cát anh nha, cát anh ha, nó màu đỏ này nè, tự nó bám ở trên này luôn. Đây bán của nó này, cây hạt trần. Thì xin chào cả nhà nha, thì hẹn gặp lại cả nhà vào các clip khác nha, để giới thiệu những cái điều thú vị về động thực vật ở trong sở thú nha cả nhà. Thì xin chào cả nhà nha.